nhìn trông có khác gì con điên không? Quay. Ừ. Đúng rồi. Khuôn mặt của con này cũng được đấy nhờ. Nghe. Con chim này con rách ấy. À thì mặc thử có vừa không? Tôi thấy chưa đấy. Sẽ là người lương thiện. Sẽ là người lương thiện. Không quên nữa. Không quên nữa. Tay lên. Anh là cướp. Mày có im ngay cái mồm mà không? Tao bắn vỡ đầu bây giờ rồi. Nhưng mà em có làm gì đâu mà anh bắn em. Anh nhìn trên dưới anh có gì. Ôi trời ơi. Nhìn trông có khác gì con điên không? Thì bây giờ anh có cướp không để em về ăn cơm. Rồi đi. Ôi, quả này ăn to rồi, tối mới đưa thằng Tèo đi quất mới được. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Đây, này. Ô, la la. Sao lại thế nhỉ? Ảo thế nhỉ? Ngã ra đường này. Điên nè. Quay. Ừ. Đi đâu rồi? Khuôn mặt của con này cũng được đấy nhờ. Ui ơi, con chim này con rách ấy. À thì mặc thử có vừa không? Ui. À, vừa luôn. Đẹp phết. Cởi ra. Cởi ra. Thơm ấy. Ê. Cái xoan này. Hãy thử đó. Môi con này nó cũng mềm đấy nhỉ. Ngọt đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy. Đi ra đây. Đi ra đây. Đâu? Anh cướp hết rồi còn gì? Đi ra đây. Anh cướp hết rồi còn gì nữa? Này. Cháu cái gì? Anh không đi ra đây. Đứng dậy. Đi đâu? Đi ra đây mà ngồi. Tâm sự à? Ừ, tâm sự thôi. Nhớ uy tín. Mưa gì mưa? Em sinh năm bao nhiêu? Em vừa 18. Wow. Em chưa 18. Ấy. Ấy mới 16 tuổi hôm qua. Sao em không bảo mẹ em để lùi lại 2 năm nhỉ? Hai đứa bằng tuổi nhau. Thôi. Có chị đi nhá. Ơ. Thiếu cái gì không? Ơ. Con thiếu. Cái gì? Cái này là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Mẹ em cũng có ấy. Mẹ anh cũng có. Ừ. À, thì hình như mình đưa vào túi. Đây. Nhưng mà thấy cũng hơi thơm thơm đấy. Chắc mít cũng thơm lắm nhỉ. Ơ, nhưng mà thiếu nữa. Thiếu nữa? Thiếu cái gì? Đây. Cái đấy là cái gì? Bạn sinh nhật em à? Nhưng mà anh cũng thích con gấu này. Đây là gì? Nhưng mà anh cũng thích. Này. Tội nghiệp. Trả. Ừ. Ô, đi luôn à? Thế là giờ mình bỏ nghề cướp đi làm nghề lương thiện nhỉ? Mà làm người lương thiện như thế nào nhỉ? Tôi phải tìm người chỉ cách nào làm người lương thiện nhỉ? Mà tìm người lương thiện ở đâu nhỉ? Mà chúc năm đô. Ô. Hay đi gánh đu đủ là người lương thiện nhỉ? Ô. Bá kiến thì chết rồi. Mà giờ tìm Chí Phèo ở đâu nhỉ? Chí Phèo nó lấy đâu nguồn động lực để làm người lương thiện nhỉ? À. Giờ phải gọi điện cho tổng tài. Chào mừng quý khách gọi đến tổng đài thông tin sản phẩm dịch vụ của Viettel. Alo, chị ơi. Nói cái gì đây? Chị ơi, làm người lương thiện kiểu gì hả chị? 3G, 4G gì ở đấy? Alo chị ơi. Em muốn làm người lương thiện như nào chị ơi? Nói cái gì đây? Em muốn làm người lương thiện. Phí 3, phí 4 gì ở đấy? Alo. Nói va vẩn. Em muốn làm người lương thiện. Tổng đài cũng không giúp được mình rồi. Buồn thế. Thôi đi tìm người lương thiện. Mà mình đang muốn làm người lương thiện nhỉ? Ăn bạc thà, làm người lương thiện kiểu gì? Tao vừa đi ăn trộm được mấy cái cóp xê của người ta. Bây giờ tao muốn nghĩ lại, tao muốn không muốn làm cướp nữa. Mà tao giờ muốn làm người lương thiện. Mà làm người lương thiện giờ làm kiểu gì? Anh mặc rồi, anh giả người ta đi. Tao vừa giả người ta rồi. Đâu đây?
Đây của tao. Điên à? Thật. Mà mày thằng này sợ gì? Tao không muốn làm người lương thiện, tao đánh mày rồi. Vào người ta. Anh tôi thề với trời đất. Tôi thề với trời đất. Sẽ làm người lương thiện. Sẽ làm người lương thiện. Không cướp nữa. Không bị cướp nữa. Rồi anh tạo dáng y như này. Em chụp ảnh cho anh post Facebook. Nhắm mắt vào nhá. Điện ngay sau là anh không phải là cướp nữa. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt. Kiểu như là bố mày đéo thấy gì ấy. Bố mày đéo thấy gì. Được chưa? Anh à, đau quá. Anh kêu kêu. Kêu tao dậy. Mày cướp được của người khác thì tao sẽ cướp của mày.